Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đảng viên quan hệ bất chính rồi lại đổ cho dân. Có phải ông Trọng xem dân là bãi rác hay không? Chắc không ai xa lạ gì khẩu hiệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh mà Đảng Cộng sản đã duy trì hơn 20 năm qua. Để nuôi phong trào này, người dân Việt Nam còn phải còng lưng đóng thuế cho Đảng phát động. Thời gian hơn 20 năm và phổ cập cho hơn 5 triệu đảng viên của mình là một số tiền mà người dân Việt Nam phải bỏ ra không hề nhỏ. Không ai thống kê hết số tiền này được vì nó là khoản chi bòn rút mồ hôi xương máu của người dân và nó là thuộc diện mật. Đây là hình ảnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh là phong trào rất tốn kém. Hành động bòn rút công quỹ nhũng nhiễu của người dân để buộc người dân phải đưa tiền bôi trơn tham nhũng diễn ra khắp nơi trong cơ quan công quyền. Quan chức và gian thương móc ngoặc với nhau, móc túi người dân đã thực hiện 2.000 chuyến bay giải cứu là một ví dụ, hay bắt tay với gian thương đưa dân vào cõi chết để trục lợi như công ty Việt Á. Nói chung, đủ loại để cấu kết và trục lợi, đấy là những quan chức bất lương, họ không còn chút đạo đức nào nữa. Người dân nay đã đặt câu hỏi liệu rằng đạo đức Hồ Chí Minh có phải là đạo đức hay không, mà sao ai học cũng bị mất đạo đức đến như thế. Đã hơn 20 năm, phong trào được bơm tiền để phát động nhưng đạo đức quan chức nhà nước Việt Nam ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Cách đây 10 ngày, một cảnh sát giao thông cũng là một đảng viên lại quan hệ bất chính với một phụ nữ đảng viên khác. Chồng của nữ đảng viên về trong lúc hai đảng viên này đang mây mưa với nhau. Thế là anh cảnh sát viên cảnh sát giao thông phải đu dây trốn và xảy ra cái chết bi thảm. Cuộc tình vụng trộm của những người đã từng học tập đạo đức Hồ Chí Minh là một sự xấu hổ ê chề như thế đấy. Anh đảng viên cảnh sát giao thông đã tắt thở, chứ nếu còn thở thì ác hẳn. Đảng của anh ta sẽ loại anh ta ra khỏi đảng và buộc anh ta trở về với thường dân. Đã nhiều lần người dân Việt Nam phản đối chuyện đảng viên vô đạo đức đã đẩy họ về phía nhân dân để cho đảng trong sạch như lời ông Nguyễn Phú Trọng. Người dân Việt Nam đa phần là có đạo đức. Không ai muốn đứng chung cùng với thành phần như vậy. Ấy vậy mà ngày 18 tháng 6 tại Thanh Hóa, tổ chức đảng ở đây đã khai trừ hai đảng viên vô đạo đức để đẩy họ lại về phía nhân dân. Đây là hình ảnh hai đảng viên đang thịt nhau tại nơi làm việc được đảng trả về với dân. Trước đó ông Trương Văn Gương, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và bà Trương Thị Hà, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa đã có quan hệ bất chính và xảy ra vụ đánh ghen. Đây làm xấu hổ trụ sở chính quyền xã ở đây. Vào ngày 18 tháng 6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành họp xem xét kỷ luật đảng viên đối với ông Trương Văn Gương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành và bà Trương Thị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ. Ông Gương và bà Hà bị tố cáo có quan hệ bất chính, bị bắt quả tang khi đang có hành động bất chính tại trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ vào chiều ngày 12 tháng 6. Huyện ủy Thạch Thành kết luận rằng việc làm của ông Gương và bà Hà là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên, vi phạm quy chế, văn hóa, công sở. Ông Nguyễn Phú Trọng thì luôn hô hào rằng trong sạch vững mạnh, nhưng xem ra tìm một đảng viên trong sạch còn khó hơn lên trời hái sao. Đảng vững mạnh không phải vì trong sạch mà vì dùng quá nhiều công an để đe dọa người dân mà thôi. Khi họ nói lên tiếng nói trung thực và phản đối những hành động sai trái của các đảng viên. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng không nên coi dân là bãi rác, chứa chấp đảng viên bị thải loại. Thiết nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng cũng nên can đảm thừa nhận đảng viên quá thối nát và không được khai trừ những đảng viên vô đạo đức ra khỏi đảng nữa, bởi đây là hành động vứt rác. Nhân dân đa phần là có đạo đức chứ không phải là đa phần là vô đạo đức như đảng viên của họ. Cho nên ông Trọng đừng xem nhân dân là bãi rác mà ném những đảng viên kém chất lượng vào đấy. Xây dựng đảng trong sạch vững mạnh là xây dựng con người tốt, biến những người xấu thành người tốt chứ không phải lựa những người xấu ở trong đảng để đẩy về phía người dân. Nếu nhà ông Nguyễn Phú Trọng có rác, ông không tự xử lý mà hốt nó đem ném qua nhà hàng xóm, thì đấy có phải là hành động đạo đức hay không? Đấy là câu hỏi mà người dân cả nước đã đặt ra với ông Tổng Bí thư của đảng. Là người đứng đầu của đảng, ông Nguyễn Phú Trọng
cũng cần thay đổi tư duy chứ đừng hành động như thế nữa. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thất bại ê chề liên minh Nguyễn Phú Trọng và Phan Đình Trạc không quật nổi ông Nguyễn Văn Đùa. Vụ án Thủ Thiêm tại miền Nam lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Ông Nguyễn Phú Trọng đã sai Phan Đình Trạc vào Nam khơi lại sai phạm của Thủ Thiêm. Hòa giải được tổ chức để lần nữa dùng ý dân đập vào sai phạm của Nguyễn Văn Đùa, nhưng cuối cùng thì thất bại. Bà con Thủ Thiêm vẫn tức tưởi khóc trong khi kẻ gây ra nỗi oan kia lại đang nhởn nhơ hưởng thụ. Chiều ngày 17 tháng 6, ông Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sĩ Bảy chủ trì buổi đối thoại với 20 người đại diện các hộ còn khiếu kiện liên quan ranh giới quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là hình ảnh tìm sai phạm Thủ Thiêm lại thất bại. Trước đó vào ngày 27 tháng 11 năm 2020, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì lần đối thoại đầu tiên với 50 hộ dân ở diện tích đất nói trên, song không đạt được kết quả mong muốn. Năm 2021, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận 1169 khẳng định thửa đất các hộ dân còn khiếu nại nằm trong ranh giới quy hoạch, tức là việc thu hồi đất đúng quy định. Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ dân lần nữa bày tỏ không đồng tình với nội dung kết luận 1169, lập luận chính của họ vẫn là bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 theo quyết định số 367 của Thủ tướng vào ngày 4 tháng 6 năm 1996 đã mất nên không đủ cơ sở để xác định ranh giới quy hoạch này. Các bản đồ được dùng căn cứ và kết luận là không phù hợp quy định vì chứng cứ là phải có bản gốc. Người dân đặt ra hàng loạt câu hỏi như nguyên nhân mất bản đồ và yêu cầu xử lý sai phạm nếu có. Căn cứ vào kết luận khi các bản đồ làm căn cứ không phải là bản gốc, dùng bản đồ đi mượn của nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Viết Thanh để kết luận có đúng hay không. Người dân cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp chi tiết bản đồ, ranh giới thực địa làm cơ sở để thu hồi đất của dân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Đùa vẫn như đang thách thức Trung ương. Cuộc đối chất nhiều lần bị gián đoạn vì người dân và ban tổ chức mâu thuẫn trong phương thức đối thoại. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, phản biện lại ý kiến của đại diện bộ ngành, mong muốn được nêu ý kiến, nhưng chủ tọa đề nghị dành thời gian để các cơ quan chức năng trả lời câu hỏi. Trưởng ban tiếp dân của Trung ương Nguyễn Hồng Diệp liên tục đề nghị bà con tôn trọng chủ tọa và yêu cầu tắt micro để ngắt lời, dành thời gian cho cơ quan chức năng giải đáp. Tuy nhiên, trước hàng loạt câu hỏi của người dân, đại diện cơ quan Trung ương đều chỉ ghi nhận, tiếp thu và xin trả lời sau. Như vậy là đối thoại thất bại. Nguyên nhân là quyết định quy hoạch được ký bởi Nguyễn Văn Đùa. Như vậy xem ra lần này ông Nguyễn Văn Đùa vẫn bình an vô sự. Người thất bại vẫn là người dân của Thủ Thiêm mà thôi. Với sai phạm 10 như thế mà 5 lần 7 lượt ông Trọng giải quyết cũng không xong. Ông Trọng vốn rất mạnh so với các quan chức gốc miền Bắc, nhưng với những quan chức gốc miền Nam thuộc loại tép riu như Nguyễn Văn Đùa thì cho tới giờ ông Trọng vẫn phải bó tay. Không biết nên gọi ông Trọng là hổ thật hay là hổ giấy đây. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm được gì nhóm ăn đất ở miền Nam. Tuy nhiên Nguyễn Văn Đùa đã về hưu từ rất lâu nhưng đến nay vẫn thách thức thế lực chính trị rất mạnh nhất cũng có ý lý của nó. Nếu ông Nguyễn Văn Đùa bị khui ra thì ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân cũng nhào ngã theo. Đó là lý do ông Nguyễn Văn Đùa vẫn rất mạnh. Nếu ông Trọng làm gì cũng có liên minh thì nhóm ăn đất ở Sài Gòn cũng có liên minh. Vì lợi ích tương đồng, họa cũng dính chùm nên buộc Nguyễn Văn Đùa, Lê Hoàng Quân và Lê Thanh Hải phải liên kết lại với nhau. Người ta nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hàng núi cao là như vậy. Thế chân vạc, hai quân Đùa đang thách thức sức mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng từ Trung ương. Đã nhiều năm nay vụ án Thủ Thiêm cứ thách thức ông ta mà cuối cùng thì ông Trọng cũng chẳng làm gì được. Điều này cho thấy sức mạnh chính trị của Nguyễn Phú Trọng cũng không phải là tuyệt đối. Có lúc ông ta cũng bất lực mà thôi. Ông Đùa vẫn ngạo nghễ, ông Trọng làm gì được ông. Và cứ như thế tiếp tục thách thức Trung ương.